Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Top Lara của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip về Triệu Vân nha anh em. Hôm nay mình sẽ làm con bài gì cũng hơi dị dị xíu nha anh em. Triệu Vân đi top nha anh em. Hôm nay đối đầu với mình là vị tướng Gina, cũng một vị tướng đường top thì cũng tương đối khó chịu đó anh em. Nói chung Triệu Vân mình phải đi rừng nó mới tối ưu hóa được cái sức mạnh của nó khi đi rừng nha anh em. Còn mình khi mình đi top thì cái sức mạnh nó sẽ không có cao bằng, tại vì cái nội tại của Triệu Vân sẽ kết hợp với nội tại của quái nó sẽ rất là mạnh luôn nha anh em. Cái nội tại của Triệu Vân là mình mỗi lần mình hạ một con tướng mình sẽ được tăng công vật lý nha anh em. Cái nội tại mà kèm thêm nội tại mình đi rừng thì nó sẽ mỗi lần hạ quái rừng nó sẽ tăng thêm một ít công vật lý nữa, nên là nó sẽ tối ưu hóa cái sức mạnh của Triệu Vân luôn. Nhưng mà mình đi top thì mình chịu khó farm và mình cố gắng, nếu mà ganh anh em được mình ganh để mình kiếm điểm hỗ trợ hoặc là hạ gục để mình lấy cái nội tại cho Triệu Vân nha anh em. Khi mà Triệu Vân mà xanh rồi thì thật sự nó rất là đáng sợ luôn anh em. Nó là một vị tướng đáng gờm luôn. Nói chung là 1-1 là nó có thể cân tất luôn nha anh em. Ok, đối đầu với Gina mình sẽ lên món đầu tiên, đó là đao tri hồn anh em ơi, để cho khắc chế cái khả năng hồi máu, tại vì tem nó có con Kirot nữa kìa, nên là mình sẽ lên cái này đao tri hồn để mình khắc chế nó lại bớt nha anh em. Ok, cái giai đoạn đầu game thì Triệu Vân nó xài khá là heo mana, tại vì cái độ tích trữ mana của nó sẽ không, cái ống năng lượng nó không có nhiều, nó không có dự trữ được nhiều năng lượng, nên là mới vô mình hạn chế, nói chung là mới vô mình phải chịu khó mình farm rồi mình chắc phải biến về chứ để nó sẽ heo mana lắm anh em ơi. Ok, đông quá anh em ơi, mình tính ganh cú đó mà mình không thể nào bay vô được, chắc mình phải về lane quá anh em ơi. Mình cố gắng đi Triệu Vân thì mình đó chơi trận đầu đó anh em ơi, cố gắng farm thôi, mình tích cực farm để mình có lượng vàng nhất định là mình sẽ cân luôn mấy con này luôn nha anh em. Thật sự mới vô Triệu Vân quýnh không lợi Gina anh em ơi, mới bay ra là nó show kêu một cái là mình muốn chết luôn rồi. Cố lên, mình sẽ cố gắng nhẫn nhịn trong thời gian giai đoạn đầu game nha anh em, tại mình đi rừng mình hỗ trợ ganh anh em rồi mình hỗ trợ ăn rừng nữa nên là mình farm lượng vàng lên rất là nhanh, còn cái mình đi top thì nhiều lúc nó chỉ có nhiêu đó thôi à. Nên là mình farm hơi lâu nha anh em, mình cố gắng farm rồi mình hỗ trợ lên ganh mấy đường trên á, rồi mình farm cho nó lên lượng vàng tương đối cao rồi mình chơi anh em ơi. Mình giờ mình chỉ thủ thôi chứ mà thật sự mình đánh không lại nó nha anh em ơi, đánh không lại thì nhờ đồng đội thôi. Nói chung mình chơi cái game mang tính chất đồng đội thì mình chơi nhờ đồng đội xíu chứ mình đừng có cá nhân hóa quá. Ok, mình cố gắng thủ thêm một xíu nữa nha anh em. Tay mình nó chết 0-5 rồi. Nói chung là game này cũng hơi khó nha anh em. Cố lên, mình sẽ cố gắng hết sức để có thể gánh được tem trận này nha anh em. Trời ơi, luôn thêm Kirot nữa, đang một mình quánh ông lại rồi còn thêm anh Kirot nữa, mình phải chạy ra anh em ơi. Cái bạn này dí quá dí rồi. Chạy mình chạy vòng vòng luôn anh em ơi. 0-6 luôn rồi. Trời ơi mấy anh em ơi, cố gắng lên anh em ơi. 1-6. Bây giờ mình cũng chưa cao nha anh em, nên cố gắng mình farm và farm thôi. Mới vô Triệu Vân xài heo mana quá, nên mình chơi cố gắng đi xíu nữa, khoảng từ phút thứ 10 trở đi là cái ống năng lượng của Triệu Vân nó tương đối cao rồi, là mình sẽ chơi nó thoải mái hơn anh em. Cái độ tích trữ năng lượng nó cao rồi, với lại lúc đó mình lượng đồ mình cũng nhất định rồi, mình chơi là khá là ok luôn. Lúc đầu này mình cố gắng thủ thôi, mình sẽ chặn đám quái này để cho lính nó cao rồi thôi, mình có thể nào đi xa xa để mình. Trời ơi là trời. Mình bật quá cầu băng xương cho nó dồn bớt chiêu vô rồi mình chạy thôi anh em ơi. Thật sự là mới vô mình nó hơi bị rối với mấy bạn đó luôn. Một mình Gina là mình đã cảm thấy rất là khó xử rồi, mà thêm Kirot nữa là mình hoang mang luôn. Còn ganh nữa, một mình đánh không lại mà còn đi ganh thêm một thằng nữa.
tem nó khá là xanh luôn, tại vì tem nó đang ép tem mình á, bị thất thế nên là tem nó khá là xanh luôn anh em ơi. Ok, mạng này mình kết liễu nó luôn rồi anh em ơi. Mạng đầu cho mình rồi, khá là ok rồi đó. Ê hết máu rồi, hết chiêu rồi, lấy gì chơi với Kiros đây anh em ơi. Mạng này mình sẽ gắn ở đây biến về nữa anh em ơi. Trời lính tới luôn, không biến về được anh em ơi. Chắc mình sẽ bỏ mạng đây quá, cố gắng farm thủ thôi. Trời ơi, phải chi mà Kahi mà mình thả cái anti sớm một xíu nữa là mình không chết mạng nó rồi anh em. Không sao, nói chung lượng vàng mình khi giết được một mạng là mình cũng tương đối rồi anh em ơi, mình sắp bằng nó rồi. Giờ mình sẽ chạy thẳng lên đường rồng, mình ganh đường rồng mình cho mình xanh lên nha anh em. Mình ngang bằng vàng với Yena nhưng mà mình thua vàng tem nó còn vẫn còn xanh hơn tem mình nha anh em. Dù sao mình đẩy được cái trụ đường top là mình thấy nhẹ người được đi rồi một phần nào đó rồi. Ok, đập con bò luôn nào. Ok, một mạng nữa cho mình nha anh em. 2312 luôn rồi anh em ơi. Rồi ok, Triệu Vân mà mình có được vài mạng là mình thấy cảm thấy Triệu Vân chơi Triệu Vân tự tin hẳn luôn anh em. Triệu Vân mới vô mà mình bị thọt rồi mình rất là khó lấy lại luôn, phải kho farm dữ lắm rồi mình mới lấy lại được. Còn Triệu Vân mà chỉ cần xanh lên một cái rồi là ok rồi, 4001 rồi mình xanh hơn tem nó rồi anh em ơi, bằng con nhất vàng bên đó rồi. Ok, giờ này mình farm cũng tương đối nhanh rồi anh em ơi, với lại mình có thêm cái món giảm hồi máu nên mình cảm thấy là tự tin khi solo cùng con Yena luôn rồi anh em ơi. Mình đang lên cái món cây, món thứ hai mình lên cây thương long nha anh em. Mình lấy một lượng giảm hồi chiêu, một lượng máu tối đa và một ít xuyên giáp, phá giáp. Nói chung mình đánh phá giáp khá là tốt luôn. Mình sẽ lên phúc hợp kiếm luôn. Nói chung trang bị của mình là mang tính chất tham khảo nha anh em. Nói chung tại vì tùy vào phong cách chơi của mỗi người mà mình lên những cái trang bị khác nhau. Nếu mà anh em nào mình thấy cái trang bị nào mà nó hợp lý hoặc nó hay hơn thì anh em có thể chỉ mình hoặc là góp ý với mình để mình có thể là chơi tốt hơn hoặc là lên những trang bị tốt hơn cho nó nha anh em. Ok, mình bỏ ngay này luôn anh em ơi. Hết máu rồi. Chắc mình đi vòng qua đường dưới để mình farm tiếp quá. Hồi nó dí theo mình kìa anh em. Vô tới nhà tao còn dí hả? Dí nè. Cái lượng sát thương mà khi Triệu Dân lên full dam là phải nói là nó cực kỳ khủng luôn nha anh em. Nếu mà anh em là lên được cỡ tầm 3 món mà lên món sát thương không thì xác định tem bạn đi. Thật sự là cái giai đoạn này mà Kiros chơi với mình solo là Kiros không thể nào chơi lại mình, tại vì mình sốc đam, lượng sốc đam quá lớn, mình có lượng sát thương chuẩn nữa. Như cú này nè anh em. Ok, rất dễ dàng luôn anh em. Triệu Vân mà xanh rồi thì xác định tem bạn rồi. Khúc này là mình đập Kiros cái một nó không kịp hồi máu luôn nha anh em. Sốc đam lắm, cái lượng đam của Triệu Vân gây ra là rất là cao, kèm thêm cái nội tại của nó là nó sát thương chuẩn nữa, khi đập anti sát thương chuẩn nữa nên là nó đập vô là con bò cũng chết nữa nha anh em. Lên thương long mà đập con bò cũng chết nữa, kèm thêm cây miễn hồi máu nữa, không thể nào hồi máu được luôn. Ok, món này mình sẽ lên cây nanh phe cho nó luôn, cho nó sốc đam cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Tại tem nó cũng không có con nào sốc đam quá nên mình chơi full đam cũng không sao. Ok, cú này mình sẽ lùa tem nó hết luôn. Ok, khá là dễ luôn anh em. Lùa nó luôn. Ok, 916 luôn anh em ơi. Cứ tưởng Triệu Vân đi top là phế nhưng cuối cùng là xanh không tưởng luôn anh em ơi. Tưởng không xanh nay ngờ xanh không tưởng. Ok, cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip nha anh em. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình mau chóng phát triển nha anh em. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.